Tập 45, Mượn đường diệt Quắc. Đầu năm Kiến An thứ 25, tức năm 210, Chu Du đem quân truy kích Lưu Bị và Tôn Phu Nhân đã bị Gia Cát Lượng cho quân mai phục đánh lui. Chu Du vô cùng uất ức, vết thương trúng tên khi trước chưa lành, lại vỡ tung ra, ngất nhào xuống thuyền, đành rút lui về Sài Tang, rồi dâng thư lên Tôn Quyền xin cấp thêm binh mã đi rửa hận phục thù. Quyền tức lắm muốn cử Trình Phổ làm đại đô đốc, đem quân sang lấy Kinh Châu. Trương Chiêu can việc này không nên vội. Tào Tháo vẫn lăm le muốn báo thù trận Xích Bích, vì sợ Tôn, Lưu hai nhà đồng tâm hiệp lực với nhau, cho nên chưa dám làm. Nay vì tức giận chốc lát vội vàng gây sự đánh nhau, Tháo tất nhiên thừa cơ đến đánh, nước Ngô ta sẽ nguy khốn ngay. Cố Ung cũng hiến kế hãy sai người đến Hứa Đô, tâu xin cho Lưu Bị làm chức châu mục ở Kinh Châu. Tào Tháo thấy vậy, tất nhiên lo sợ không dám nhòm đến mặt Đông Nam, và Lưu Bị cũng không oán gì Tôn Quyền nữa. Rồi sẽ sai người tâm phúc, dùng kế phản gián, làm cho Tào Tháo với Lưu Bị đánh lẫn nhau, bấy giờ ta sẽ thừa cơ tính lấy, chắc chắn thắng lợi. Tôn Quyền nghe theo, cử Hoa Hâm làm sứ giả sang Hứa Đô gặp Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo đang ở Nghiệp Quận, tập hợp bá quan văn võ tham dự đại lễ khánh thành đài Đồng Tước. Đài này xây trên bờ Trương Hà, tòa chính giữa gọi là Đồng Tước, tòa bên phải là Ngọc Long, tòa bên hữu là Kim Phượng, đều cao 10 trượng, hai bên xây hai cái cầu thông với nhau, trăm ngàn cửa ngõ, trong đền ngoài cửa, vàng son choáng lộn. Hôm ấy, Tào Tháo đầu đội mũ vàng khảm ngọc, mình mặc áo bào gấm xanh, giày kết hạt châu, ngồi chễm chệ ở tầng trên, các văn võ đứng hầu bên dưới. Tháo muốn xem các tướng thi cung tên, bèn sai hầu cận mang một chiếc chiến bào bằng gấm tây xuyên, treo trên cành liễu. Dưới gốc cây dựng một cái bia, chỗ đứng bắn cách xa 100 bước, các tướng chia làm hai đội, người Tôn tộc họ Tào mặc áo bào đỏ, còn các tướng khác mặc áo bào xanh. Ai nấy đều đeo cung cứng tên dài, cưỡi ngựa đứng sẵn chờ lệnh. Ai bắn trúng hồng tâm thì được thưởng cẩm bào, nếu bắn không trúng sẽ bị phạt uống một chén nước lã. Lệnh vừa truyền xuống, trong đội áo đỏ có một tướng trẻ tuổi, tế ngựa nhảy ra, mọi người trông xem ai thì là Tào Hưu. Hưu phi ngựa dạo đi dạo lại hai ba vòng, rồi rút một mũi tên, dương đẫy sức cung, bắn ra một phát, trúng giữa hồng tâm. Chiêng trống nổi lên, tiếng reo mừng ầm ĩ. Tào Tháo ngồi trên cũng mừng nói rằng, đó là ngựa thiên lý của nhà ta đó. Vừa toan sai ngươi ra lấy áo bào thưởng cho Tào Hưu, thì trong đội áo xanh có một tướng tế ngựa ra kêu lên rằng, áo bào của thừa tướng, nên nhường cho chúng tôi là người ngoài lấy trước, trong Tôn tộc không nên tranh lấy phần hơn. Tháo nhìn xem ai, thì là Văn Xính. Văn Xính dương cung, tế ngựa, bắn một phát, cũng trúng hồng tâm. Mọi người reo mừng ầm ĩ, chiêng trống khua vang. Xính hô lớn lên rằng, đem áo bào lại đây mau. Chợt đội áo đỏ lại có một tướng tế ngựa ra thét lên rằng, Văn Liệt bắn trước, sao ngươi dám nẫng tay trên? Hãy xem ta bắn để giải hòa cho cả người đây này. Nói đoạn, dương cung bắn một phát, cũng trúng hồng tâm. Chúng vỗ tay reo ầm cả lên, trông ra thì Tào Hồng. Hồng sắp đến lĩnh áo, lại có một tướng trong đội áo xanh chạy ra dương cung nói lớn, ba anh bắn thế chưa tài, xem ta bắn đây nhé. Chúng tướng nhìn xem ai, thì là Trương Cáp. Cáp phi ngựa, quay lưng lại, bắn một phát, cũng trúng hồng tâm nốt. Bốn mũi tên cắm thành vòng trong hồng tâm, ai cũng khen là tài bắn cả. Cáp nói, cẩm bào phải về tay ta chớ. Cáp nói chưa dứt lời, bỗng lại có một tướng áo đỏ tế ngựa ra nói rằng, ngươi quay lưng lại bắn cũng chưa giỏi. Hãy xem ta bắn trúng hồng tâm giữa bốn mũi tên cho mà xem. Tướng ấy là Hạ Hầu Uyên. Uyên tế ngựa ra đứng chỗ cũ bắn, cũng quay mình lại ra bắn một phát, trúng ngay vào khoảng giữa bốn mũi tên. Chiêng trống lại khua ầm ĩ. Uyên kìm ngựa, thu cung lại reo lên rằng, mũi tên này đã đáng lấy áo bào chưa? Lại có một tướng áo xanh nhảy ra gọi rằng, hãy để áo gấm ấy cho Tử Hoàng. Nói đoạn, Hoàng bèn dương cung đặt tên, ngắm cành liễu bắn một phát, cành liễu gãy đôi, áo bào rơi xuống đất. Tư Hoàng tế ngựa lại lấy áo khoác lên vai, Tào Tháo và các quan ai cũng khen tài. Hoàng quay ngựa toan trở về, bỗng có một tướng áo xanh là Hứa Trừ nhảy sổ ra, xốc ngựa tới giật áo bào. Hai người giằng co vật lộn, Tháo cười bảo rằng, ta chỉ nhờ sức mạnh của các ông, có tiếc gì một cái áo gấm. Liền gọi các tướng lên hết cả trên đài, ban cho mỗi người một tấm gấm tây xuyên. Các tướng cùng lạy tạ, Tháo mời các tướng ngồi theo thứ tự ăn yến. Tiếng nhạc vang lừng, trên cạn dưới nước trăm thứ trò vui, quan văn tướng võ, chén thủ chén tạc, vui vẻ vô cùng. Tháo bảo các quan văn rằng, tướng võ thì lấy ngựa bắn cung làm vui, uy dũng như thế đủ rồi. Còn các ông đều là những người hay chữ, đã lên đến chỗ đài cao, sao không vịnh một bài thơ hay để ghi lấy thắng cảnh này? Bấy giờ, bọn quan văn có Vương Lãng, Trung Do, Vương Sán, Trần Lâm mỗi người hiến một bài thơ, bài nào cũng ca ngợi công đức Tào Tháo như trời biển, xứng đáng lên ngôi thiên tử. Tháo xem từng bài, rồi cười mà nói rằng, các ông văn hay, khen ta khi quá lời. Ta vốn là người ngu lậu,
khi trước cũng may mà được phong chức Hiếu Liêm. Sau gặp buổi thiên hạ loạn lạc, ta có làm một cái nhà mát cách Thành Tiêu 50 dặm về phía đông. Ta cũng muốn mùa xuân, mùa hạ thì đọc sách, mùa thu, mùa đông thì săn bắn, đợi khi nào thì thiên hạ thái bình, mới ra làm quan. Không ngờ triều đình Triệu ra cho làm điển quân hiệu úy. Ta mới đổi nguyện vọng xưa, muốn ra dẹp giặc, lập công với nước, chỉ mong sau khi ta mất đi, được để ở trên mộ chí rằng, mộ của quan cố Trinh Tây tướng quan Tào Hầu. Ấy thế là ta mãn nguyện. Nhớ lại, từ khi ta giết Đổng Trác, quét sạch Khăn Vàng, trừ được Viên Thuật, phá được Lã Bố, dẹp tan đám Viên Thiệu, Lưu Biểu, dần dần bình định được cả thiên hạ, mình làm đến chức thừa tướng ngôi phú quý tưởng tột bậc rồi, còn mong gì hơn nữa. Nếu triều đình không có ta, không biết bao người xưng đế, bao kẻ xưng vương rồi đó. Lắm người thấy ta quyền cao chức trọng, người cho ta có bụng này khác, thật là lầm lớn. Ta thường nhớ Khổng Tử khen đức tốt của vua Văn Vương nhà Chu, lời xưa ta vẫn canh cánh bên lòng. Nhưng muốn cho ta bỏ binh quyền đi, ra ở chỗ đất được phong là Võ Bình Hầu, thì cũng không xong, vì ta không còn binh quyền trong tay, tất sẽ bị kẻ khác hãm hại. Ta mà bị hại, thì nhà nước cũng sụp đổ. Bởi thế ta không thể mến cái tiếng hão mà mang cái vạ thật, chắc các ông không ai biết nỗi lòng cho ta. Các quan cùng đứng dậy, lại mà nói rằng, dẫu Y Doãn, Chu Công ngày xưa cũng không bằng được thừa tướng. Tào Tháo uống luôn vài cốc rượu, không ngờ say quá, gọi Tả Hữu mang nghiên bút đến, cũng toan để chơi một bài thơ đồng tước. Tháo sắp hạ bút xuống viết, chợt có tin báo rằng, Đông Ngô sai Hoa Hâm đến dâng biểu, tâu xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu Mục. Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, chín quận trên sông Hán đã về tay Lưu Bị quá nửa rồi. Tháo nghe nói hoảng sợ, chân tay luống cuống, rơi ngay bút xuống đất. Hôm sau, Trình Dục hỏi, thừa tướng đang lúc ở giữa đám quân trăm vạn, tên đạn bời bời, chưa khi nào phải sợ hãi đến thế, nay nghe thấy Lưu Bị được Kinh Châu, mà sao thất kinh vậy? Tháo nói, Lưu Bị như con rồng trong đám người, xưa nay chưa được xuống nước bao giờ, nay được Kinh Châu khác nào rồng khô mà vào bể lớn, trách nào ta chẳng giật mình. Trình Dục nói, thừa tướng có biết Hoa Hâm đến đây là có ý làm sao chưa? Tháo nói, chưa biết. Dục nói, Tôn Quyền vốn ghét Lưu Bị, muốn cất quân đến đánh, lại sợ thừa tướng thừa cơ đến báo thù, cho nên dâng biểu tiến cử Lưu Bị để yên lòng và để thừa tướng đừng mong mỏi gì nữa. Tháo gật đầu nói rằng, ngươi nói phải lắm. Dục lại nói, tôi có một mẹo này, khiến cho Tôn, Lưu sâu xé lẫn nhau, rồi thừa tướng sẽ thừa cơ đánh phá, chỉ một trận là diệt được cả hai tên. Tháo mừng lắm, hỏi kế làm sao. Trình Dục thưa, Đông Ngô chỉ trông cậy vào Chu Du. Thừa tướng nên tâu phong cho Chu Du làm thái thú ở Nam Quận, Trình Phổ làm thái thú ở Giang Hạ, còn Hoa Hâm thì cho làm quan ở đây. Như thế Chu Du tất sinh thù địch với Lưu Bị. Ta sẽ thừa cơ ở hai bên sâu xé nhau mà đánh thì có hay hơn không? Tháo nói, lời trọng đức hợp ý ta lắm. Sau đó, Tào Tháo tâu Thiên Tử phong cho Chu Du làm thái thú Nam Quận, Trình Phổ làm thái thú Giang Hạ, Hoa Hâm làm đại lý thiếu khanh ở lại Kinh Đô. Sứ giả đưa tới Đông Ngô, Chu Du, Trình Phổ đều nhận tước phong cả. Du lĩnh chức rồi, lại càng nghĩ cách báo thù, Lỗ Túc sợ Tôn, Lưu Bất Hòa liền xin sang đòi Kinh Châu lần nữa. Nói về Lưu Bị và Khổng Minh lâu nay ở Kinh Châu, tích trữ lương thảo, luyện tập quân mã, hiền sĩ gần xa quy phục rất nhiều. Sự có tin báo Lỗ Túc đến, Khổng Minh nói, mới rồi, Tôn Quyền tâu cho Chúa Công làm Kinh Châu Mục, là vì sợ Tào Tháo. Tháo phong Chu Du làm thái thú Nam Quận là muốn cho Tôn, Lưu đánh lẫn nhau, hắn ở giữa kiếm lợi. Nay Lỗ Túc đến đây, tất là Chu Du thụ chức rồi. Sai Túc sang đòi Kinh Châu đó thôi. Lưu Bị hỏi, thế thì trả lời làm sao? Khổng Minh đáp, nếu Lỗ Túc nhắc đến việc Kinh Châu, thì Chúa Công cứ òa lên khóc, khóc đến chỗ thảm thiết, tôi sẽ xin ra khuyên giải. Bàn định đâu đấy, Lưu Bị ra tiếp Lỗ Túc vào phủ ngồi chơi. Uống trà xong, liền nói, tôi phụng mệnh Ngô Hầu, chỉ vì việc Kinh Châu mà đến đây. Hoàng Thúc mượn Kinh Châu cũng đã lâu rồi, nay hai nhà lại kết thân với nhau, nên nể mặt nhau một chút, mau cho trả cho xong. Lưu Bị nghe nói, ôm mặt khóc hù hù lên. Túc sợ hỏi, sao Hoàng Thúc lại thế? Lưu Bị cứ khóc. Khổng Minh ở sau bình phong bước ra nói, trước kia Chúa Công tôi mượn Kinh Châu có hẹn rằng bao giờ lấy được Tây Xuyên thì trả. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lưu Trương ở Ích Châu là em Chúa Công tôi, đôi bên cùng là máu mủ nhà Hán cả. Nếu cất quân sang cướp lấy thành trì, e thiên hạ chê cười. Ích Châu đã không lấy được mà lại phải trả Kinh Châu thì còn chỗ nào mà ở. Mà không trả thì e mất thân tình, việc thực khó nghĩ, bởi thế mới đau lòng mà khóc. Khổng Minh nói động đến niềm tâm sự của Lưu Bị, Lưu Bị càng đấm ngực dẫm chân, khóc ầm lên. Lỗ Túc khuyên rằng, Hoàng Thúc chớ nên phiền não, hãy bàn với Khổng Minh thế nào cho phải thì thôi. Khổng Minh nói, nhờ Từ Kính về ra mắt Ngô Hầu, xin chớ tiếc lời, hãy tha thiết bày tỏ cái tình cảnh đó mà cho khoan hạn ít lâu nữa. Túc nói, lỡ Ngô Hầu không nghe thì làm thế nào?
Khổng Minh nói, Ngô Hầu đã gả em gái cho Hoàng Thúc tôi, có lẽ nào chẳng nghe, nhờ Từ Kính về nói đỡ cho khéo. Lỗ Túc vốn là người nhân từ độ lượng, thấy Lưu Bị sầu não làm vậy, đành phải vâng lời từ biệt xuống thuyền, đi thẳng đến Sài Tang, thuật chuyện lại với Chu Du. Du nói rằng, Từ Kính lại mắc lừa Gia Cát Lượng rồi. Khi xưa Lưu Bị ở nhờ Lưu Biểu còn có bụng muốn cướp lấy Kinh Châu, huống chi là đối với Lưu Trương ở Tây Xuyên. Y cứ nói quanh mãi thế này, e lại lụy đến ông mất. Nay ta có một mẹo này, chắc Gia Cát Lượng không sao thoát được, Từ Kính phải đi cho một chuyến nữa mới xong. Túc hỏi, xin cho tôi được biết mưu hay ra sao. Du đáp, Từ Kính không phải đến gặp Ngô Hầu làm chi, cứ lại sang Kinh Châu, bảo với Lưu Bị rằng, Tôn, Lưu hai nhà đã kết thân với nhau, thì cũng như một nhà. Nếu Hoàng Thúc không nỡ lấy Tây Xuyên, hãy để Đông Ngô khởi quân đi đánh lấy Hộ. Lấy được Tây Xuyên rồi, thì Đông Ngô đem châu ấy làm của hồi môn, mà Hoàng Thúc phải trả Kinh Châu cho Đông Ngô. Túc nói, Tây Xuyên xa xôi lắm, chưa dễ đã lấy được, kế ấy của Đô Đốc, có lẽ không xong chăng. Du cười nói rằng, Từ Kính thật thà quá, ông tưởng tôi lấy Tây Xuyên thật cho hắn ư. Ta mượn tiếng lấy Tây Xuyên, kỳ thực là sang lấy Kinh Châu, để hắn không đề phòng trước. Quân mã ta kéo sang Tây Xuyên phải đi qua Kinh Châu, ta bắt y phải cung cấp tiền lương, Lưu Bị thế nào cũng ra khao quân ta sẽ thừa cơ giết phăng đi, rồi cướp lấy Kinh Châu. Có thế, mới rửa được hận của ta, mà gỡ luôn cả vạ cho ông nữa. Lỗ Túc mừng lắm, lại sang ngay Kinh Châu. Lỗ Túc vào chào hỏi Lưu Bị rồi nói, Ngô Hầu ca tụng nhân đức của Hoàng Thúc lắm, nên bàn với các tướng muốn cất quân sang lấy đỡ Tây Xuyên cho Hoàng Thúc để đổi lấy Kinh Châu và để làm của hồi môn. Khi quân mã đi qua, phiền Hoàng Thúc cung ứng đỡ cho ít nhiều tiền lương. Khổng Minh nghe xong, gật lấy gật để, nói rằng, quý báu quá, không mấy người được tốt bụng như Ngô Hầu. Lưu Bị chắp tay cảm tạ rằng, đó là nhờ Từ Kính khéo nói giúp cho đấy. Khổng Minh nói, khi nào quân mã quý quốc đi qua đây, chúa công tôi sẽ ra tận ngoài xa nghênh tiếp, khao quân tử tế. Lỗ Túc mừng lắm, từ biệt ra về. Lưu Bị thắc mắc lắm hỏi, Khổng Minh nói, đó là mẹo mượn đường diệt Quắc khi xưa, tiếng là lấy Xuyên, kỳ thực là lấy Kinh Châu. Đợi khi nào chúa công ra thành khao quân, thì thừa cơ bắt lấy, rồi đánh ủa vào thành, đó gọi là đánh vào chỗ sơ hở, lừa lúc ta không để ý đấy thôi. Lưu Bị hỏi, ta nên làm thế nào? Khổng Minh nói đáp, chúa công hãy yên tâm. Ta cần phải giữ sẵn cung tốt để bắn hổ mạnh, móc sẵn mồi thơm để giật cá ngao. Chu Du mà đến đây, chẳng chết thì cũng ngắc ngoài. Lỗ Túc trở về thuật lại với Chu Du. Du cười ha hả nói, Gia Cát giỏi mấy thì phen này cũng mắc mưu của ta. Liền sai Cam Ninh làm tiên phong, Du cùng với Từ Thịnh, Đinh Phụng làm đội thứ hai, Lăng Thống, Lã Mông làm hậu đội, Trình Phổ dẫn quân tiếp ứng. Quân thủy bộ cả thảy 50.000 kéo sang Kinh Châu, Chu Du ngồi trong thuyền, cười cười nói, Đinh Ninh là Gia Cát Lượng mắc mẹo. Tiền quân kéo đến Hạ Khẩu, Lưu Bị sai Mi Trúc ra đón. Du hỏi, lễ khao quân ra làm sao? Trúc bẩm, chúa công tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Du hỏi, Hoàng Thúc ở đâu? Trúc thưa, ở ngoài thành Kinh Châu, chỉ đợi Đô Đốc đến để chúc rượu mừng. Du nói, nay Đông Ngô ta vì việc của nhà ngươi, phải mang quân đi đánh tận nơi xa, lễ lạt khao quân, phải cho tử tế. Mi Trúc xin vâng rồi từ biệt trở ra. Du sai lên bộ lần lượt kéo đi. Gần đến công an, cũng không thấy một bóng người nào ra nghênh tiếp. Chu Du giục ngựa đi cho mau, chỉ còn cách Kinh Châu độ 10 dặm, trên đường vẫn lạnh ngắt như tờ. Quân do thám báo rằng, trên thành Kinh Châu, chỉ thấy phất phơ hai lá cờ trắng, ngoài ra chẳng có một ai. Du trong bụng nghi hoặc, dẫn Cam Ninh, Từ Thịnh, Đinh Phụng và 3.000 quân sĩ, nhằm Kinh Châu đi tới. Đến tận dưới thành, vẫn không thấy gì, Du ghìm ngựa lại sai Đinh Phụng gọi cửa. Quân trên thành hỏi ai? Phụng đáp, có Chu Đô Đốc ở Đông Ngô đến đây. Nói chưa dứt lời, bỗng một hồi mõ nổi lên, quân sĩ trên mặt thành nhất tề gươm giáo dựng lên tua tủa. Rồi thấy Triệu Vân đứng trên chòi cao, gọi hỏi rằng, Đô Đốc đến đây có việc gì? Du nói, ta thay chủ ngươi đi lấy Tây Xuyên, ngươi chưa biết à? Vân nói, quân sư tôi đã biết Đô Đốc dùng mẹo mượn đường diệt Quắc nên sai tôi giữ ở đây. Chú công tôi nói, ta với Lưu Trương đều là tôn thần nhà Hán cả, sao nỡ bội nghĩa mà cướp lấy Tây Xuyên. Nếu Đông Ngô thật sự đánh Tây Xuyên, ta sẽ xõa tóc vào ẩn trong núi chớ không chịu mất tín nghĩa với thiên hạ. Chu Du nghe vậy, biết mắc mưu, quay ngựa định trở về, bỗng thấy quân sĩ cầm cờ lệnh đến báo rằng, chúng tôi dò biết có quân mã bốn mặt kéo đến, Quan Vũ từ Giang Lăng, Trương Phi từ Tỷ Quy, Hoàng Trung ở Công An, Ngụy Diên thì từ con đường nhỏ Sán Lăng, bốn mặt không biết có bao nhiêu quân mã kéo đến. Tiếng reo vang trời dậy đất, chúng hò hét chuyến này quyết bắt sống Chu Du. Chu Du khí tức đầy ruột, ngã quay xuống ngựa, Tả Hữu vội xông vào cấp cứu. Người sau có thơ than rằng, Chu Du lập mẹo lấy Kinh Châu. Gia Cát tài tình biết đã lâu, vẫn tưởng Trường Giang mồi đớp gọn, nào ngờ cá lại mắc vào câu.
đang nằm trên cáng đi về, chợt Chu Du nghe thấy tiếng đàn gảy khúc Trường Hà Ngâm. Du ngồi dậy nhìn lên núi thì thấy Khổng Minh và hai tiểu đồng đang ngồi gảy đàn. Khổng Minh nói, tôi từ ngày chia tay với ngài ở Sài Tang đến giờ, vẫn còn lưu luyến chưa quên. Nay nghe thấy ngài muốn cất quân sang lấy Tây Xuyên, tôi thiết nghĩ không nên. Ích Châu, dân thì mạnh, đất thì hiểm, Lưu Trương tuy rằng hèn lớn, nhưng giữ cũng nổi. Nay muốn thành công mà bắt quân đi khó nhọc đi đánh xa, vận tải hàng muôn dặm, tôi chắc dẫu đến Ngô Khởi, Tôn Vũ ngày xưa cũng không sao làm nổi được. Tào Tháo mới thua ở Xích Bích đâu đã phút chốc quên bẵng việc báo thù. Nay ngài cất quân đi đánh phương xa, Tào Tháo thừa cơ đến đánh, thì Giang Nam ra cả mất. Tôi không nỡ ngồi nhìn mà không báo trước, xin ngài soi xét. Du nghe vậy tức lắm, tính quyết sống mái với Khổng Minh, liền sai quân sĩ xông lên núi. Bỗng đâu trên núi quân sĩ xuất hiện đông như kiến cỏ, đồng thanh hô to, bắt sống Chu Du. Từ bốn phía, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi, Ngụy Diên bổ ra bao vây. Du thấy vậy, tức quá hộc máu té xỉu lần nữa. Khổng Minh thấy vậy thì không nỡ giết, bèn sai nhường lối cho quân Ngô đi qua. Đó thật là một nước cờ cao, khôn gỡ được, mấy phen tính toán mất công không. Chưa biết tính mệnh Chu Du phen này ra sao, xem đến tập sau sẽ rõ.